Trước màn hình anh chị, đây là một con bò kem chữa tàn khủng. Bò này là tàn nhất nha anh chị. Bò khoảng 600 kg hơi và cao khoảng 1m4. Đây em xây xa 2m, 2 mấy cho anh chị xem sơ lược về con bò, rồi sau đó em xin được quay chi tiết và con bò cho anh chị nghe. Đây là con bò kem chữa, bò đang mang giống là kem lứa thứ hai, bò đẻ lứa đầu tiên rồi và đang có bầu lứa thứ hai. Thì bò này là bò siêu khủng rồi, hoàng vip nha anh chị. Thì bò này thì cao là 1m4 tính ngay sấy, và bò gồm 2 sấy là sấy mặt và sấy lưng. Thì bò là em bao cho anh chị là chân, móng, sấy, bướm, lườn, yếm, dậu, rúng, tất cả hết nghe anh chị. Bò là bao khủng nha, bà hàng bao vip nha, bò vip nha anh chị. Bò là anh chị khỏi lo là có vấn đề gì. Bò em nuôi là nuôi tại nhà, nên bò là em bao hết tất cả cho anh chị. Thì bò là bao ăn bao uống nha. Đây, bò trước mặt anh chị là nó đang ăn đây, bò đang ăn. Thì bò anh chị phải nói là rất là to nha. Anh chị dắt ra mà nếu mà nó đứng mà nó ngóng đầu lên là có thể qua khỏi đầu anh chị. Bò nếu mà ngóng lên chắc khoảng 1m7 à. Thì sau đây em xin được quay chi tiết nha. Đây là phần đầu của bò. Thì em quay này là cách xa nha anh chị. Đây là mà sấy trước nè, đây là sấy trước của bò nha, đây là sấy trước của nó. Đây là đây nó đang ăn đây. Bò này là không kén ăn nha, rất là dễ ăn nha. Bò là không kén ăn, anh chị có thể nuôi chuồng cũng được mà thả đồng cũng được. Bò này là hiện tại là khi mà hết vụ thì em có thể là đem ra ngoài ruộng á, thả cho nó ăn cỏ ngoài ruộng, ăn gom ngoài ruộng luôn. Thì vàng lường này kia đâu cũng rất là dữ dội nha anh chị. Đây là bò. Rồi sau đây là em xin đây là cái hiệu. Ở dưới bụng nó là nó có một cái cục, cũng có như nó giống một cái cục banh cây luôn. Đây là cái vàng gù của nó. Nó trên lưng nó là có một cái gù nha anh chị nha. Từ cổ từ lên đây là có một cái gù. Bò này có một cái gù trên lưng nữa nha anh chị. Đây. Rồi lên đó là nó là có một cái sấy lưng. Em đang quay xa nha anh chị, quay rất là xa nha, mà anh chị thấy con bò vậy là anh chị biết rồi. Thì bò là 4 móng của bò đều là móng sò. Bò là móng sò hết nha anh chị, móng sò đây, móng sò hết tất cả. Anh chị thấy nó cao dữ dội không, vàng xương sóc này kia. Bò này là bò tăng nhất. Đây là cái bụng của nó. Bò hiện tại là bò đã gieo tinh và bò đang chữa nha anh chị. Đây là rúng, đây là vuông nè, đây là dàn chân sau của nó. Anh chị thấy là giò móng chân là phẳng lì hết không, cao ráo to bò. Không phải em nói nha anh chị, em là nhà vườn nên kinh nghiệm nuôi của em biết là nếu mà anh chị mà chọn một con bò giống sinh sản á thì nên chọn con bò kem như gì, vàng đò lưng xương sống này rất là dài, rất là to nha. Bò này á chị thấy là bò này còn hàng độc, hàng vip. Bò này là ở em là bự to đùng luôn. Đây là dàn mông của nó nha. Chị mình chị thấy thối thẳng không, chân nè, cái mông của nó. Cái tay em đưa vô mà chỉ là một cái phần nhỏ thôi, còn phần nhỏ đây thôi nha. Anh chị thấy không? Đó, tay vô to lắm, con bò rất là to nha anh chị. Đây là bằng chân sau, đây là dàn mông. Đây đuôi nè, chị đuôi rất là đẹp không? Bò này là màu mà bò kem, kem thuần luôn nha anh chị. Kem thuần. Rúng nè. Chân móng nè, thấy bướm này kia. Em đang quay xa 2m cho anh chị xem dạng bò. Để em đi xa đứa nè. Đó. Dữ không? Anh chị thấy dữ không? Xa ngút ngàn luôn mà không mấy hình thoại luôn. Em bao anh chị là con bò này là bò khủng, bò bự. Thấy bò là anh chị thấy hết hồn luôn. bò sinh sản. Bò này là đang có chữa lứa thứ hai nha anh chị. Chân móng sấy bướm, lường yếm dậu, tất cả mọi thứ là bao hết cho anh chị. Bò khủng, bò vip, bò bự. Bò là anh chị khỏi chê nha. Bò này là nhìn là khoái chứ không có chê gì đâu. Không có. Con hàng là bò chữa kem, hàng khủng. Thì anh chị mua bò là em ở ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Em kêu bò này là em bán 44 triệu. Nhưng mà em còn bớt tiền xe cho anh chị vận chuyển bò về nhà nha. Bò này là bao khủng, bao bự, bao vip nha anh chị. Bò là không có chỗ chê nha. Bao hết tất cả cho anh chị nha. Lường yếm dậu, chân móng sấy bướm, tất cả mọi thứ bò hoàn thiện ok hết. Bò này em nuôi tại nhà. Bò ở ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Anh chị mua bò liên hệ số điện thoại 0976 78213. Anh chị mua bò liên hệ số điện thoại 0976 78213. Bò ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.